Tin Manila, Phi Luật Tân Các giám mục Phi Luật Tân bác bỏ cáo buộc mưu toan lật đổ chính quyền Hội đồng giám mục công giáo Phi Luật Tân đã đảm bảo với nhà chức trách rằng các nhà lãnh đạo giáo hội không mưu toan gây bất ổn cho chính phủ. Đức giám mục Renando Evangelista của IMUS, Chủ tịch Ủy ban Ngoại vụ của Hội đồng giám mục Phi Luật Tân, nói rằng giáo hội sẽ không bao giờ là một phần của những nỗ lực gieo rắc bất hòa. Đức cha Rinaldo đã đưa ra tuyên bố trên sau khi gặp các quan chức cảnh sát cao cấp của Phi Luật Tân tại trụ sở Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân tại Manila vào ngày 28 tháng 6. Đức cha đã phản bác các báo cáo cho rằng giáo hội đang tìm cách gây bất ổn cho chính phủ sau các bài diễn văn của tổng thống Rodrigo Duterte chống lại các nhà lãnh đạo giáo hội. Ngài nói với các phóng viên sau cuộc họp: "Bất cứ những nỗ lực gây bất ổn nào cũng không thể đến từ giáo hội. Tôi có thể đảm bảo với bạn về điều đó. Chính phủ phải chịu trách nhiệm về tình hình hỗn loạn hiện nay." Được biết Tổng thống Rodrigo Duterte là người chống bán quyết liệt giáo hội công giáo. Ông ta thường công khai chỉ trích các giám mục và phạm thượng đến Thiên Chúa. Sau đó, vụ vạ là giáo hội đem mua toan lật đổ ông ta. Tất cả các động thái này nhằm đánh lạc hướng và biện minh cho những thất bại về kinh tế và xã hội.